Với hơn 90 triệu dân và đa số là dân số trẻ, thị trường thực phẩm và đồ uống của Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường béo bở, thu hút sự đầu tư của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Nhận thấy những tiềm năng đó thì các doanh nghiệp của Belarus đang từng bước mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam. Những năm gần đây, tình hình thương mại giữa Belarus và Việt Nam đang từng bước phát triển mạnh mẽ. Qua khảo sát, Belarus đánh giá rất cao thị trường thực phẩm và đồ uống của Việt Nam và đang chuẩn bị kế hoạch mở rộng sự hiện diện của các thương hiệu Belarus tại thị trường tiềm năng này. Ngay tại hội trợ thương mại quốc tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Beirut, ngài Andrei Dabkyunat cho biết, Beirut đang nỗ lực thành lập công ty liên doanh sản xuất các sản phẩm sữa với Việt Nam. Ngay cuối năm 2018, nhà máy này sẽ bắt đầu khởi công xây dựng. Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực của mình trong việc thành lập một công ty liên doanh tại Việt Nam. Doanh nghiệp này sẽ cho ra đời các sản phẩm từ sữa, gồm sữa bột và bột nước sữa, dựa trên công nghệ mới nhất từ hệ thống máy móc Belarus mang sang. Bằng cách đó, chúng tôi mong muốn mở rộng sự hiện diện của các sản phẩm Belarus trên thị trường Việt Nam. Theo lịch trình, cuối năm nay chúng tôi sẽ bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy tại đây. Ở chiều ngược lại thì Việt Nam sẽ cung cấp trà và cà phê để xuất khẩu sang Belarus. Chính phủ Belarus cũng đã có văn bản yêu cầu thúc đẩy thương mại với Việt Nam nhằm đạt mức kim ngạch 500 triệu đô la Mỹ vào năm 2019.